thức, nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Xin chào mừng tất cả các quý vị, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời của chúng tôi lúc này. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta có một vị khách rất đặc biệt, và đó là một người mà khi tôi nói tên thì không cần phải có thêm một đoạn giới thiệu nào nữa, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Xin chào anh Phú Quang. Xin chào chị Tạ Bích Loan và chị tất cả quý vị khán giả. Xin mời anh ngồi ạ. Trong suốt cái quá trình lịch sử của Tân Nhạc thì phải nói rằng cái nhạc sĩ đầu tiên có những cái tác phẩm đầu tiên viết về Hà Nội từ thời tiền chiến là đấy là nhạc sĩ Văn Cao. Sau đó thì đến cái thời mà bước vào cái kháng chiến chống Pháp thì có một nhạc sĩ cũng là bạn của nhạc sĩ Văn Cao, đấy là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, thì ông đã viết được một cái tác phẩm hết sức là hoành tráng về Hà Nội. Như chúng ta đã biết đấy là một nhạc sĩ, đấy là một cái tác phẩm rất nổi tiếng, và bây giờ nếu chọn một bài hát về Hà Nội thì chọn bài hát đó. Trong cái kháng chiến chống Pháp thì lại có một cái nhạc sĩ nữa, và ông đã mang chọn cả cái mùa thu Hà Nội vào trong tác phẩm của mình, đấy là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, với rất là nhiều cái tác phẩm như thu quyến rũ, lá đổ muôn chiều. Tất nhiên là cũng có rất nhiều người viết về Hà Nội và có những tác phẩm rất là hay, nhưng mà cái để lại một cái ấn tượng thì là đến thời nhạc sĩ Phú Quang thì chúng ta mới gặp lại Hà Nội, được viết rất ấn tượng, và nhạc sĩ Phú Quang đã nối tiếp được con đường đi của người đi trước mình, và càng làm cho Hà Nội nó giàu có và nó rất là sinh động. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhạc sĩ Phú Quang là một nhạc sĩ rất nổi tiếng và được rất nhiều khán giả trong cả nước ngưỡng mộ, yêu quý, và ngày hôm nay chúng ta lại có một cuộc trò chuyện với nhạc sĩ về một chủ đề rất đặc biệt. Đó là một chủ đề chúng tôi xin được tiết lộ ngay lập tức như sau: làm thế nào để biến những biến cố trở thành những may mắn, những cơ hội trong cuộc sống của mình. Còn đầu tiên chúng ta xin được làm quen với nhạc sĩ Phú Quang. Cuốn sách nhạc sĩ yêu thích nhất là cuốn sách gì? Tôi rất thích một cái cuốn hồi nhỏ, đó là cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Khi 14 tuổi thì bắt đầu đọc cuốn đó và tôi rất là mê cuốn sách đó. Nhạc sĩ thầm ước là mình là ai trong cuốn sách đó? Tôi thích nhất cái nhân vật ở trong đó là Andrei Bonkonsky. Vâng, và chắc là nhạc sĩ cũng thầm yêu cô Natasha chứ ạ? Tôi rất thích cô Natasha ở cái vẻ duyên dáng, nhưng cũng rất không thích ở cái sự bồng bột và nông nổi. Ngay từ lúc mà còn nhỏ như thế, tôi nếu nói là yêu thì không thể được, bởi vì tôi thích yêu một cái người phải đầy cảm thông cơ. Cô ta không có khả năng để cảm thông với cái con người như là Andrei Bonkonsky. Anh thích nhất mùa nào trong năm? Những cái ngày cuối thu đầu đông ấy, thì lúc đó rất là thu, và tôi yêu nhất là những ngày đó. Còn sau đó thì cái mà tôi yêu thứ hai là mùa đông, bởi khi mùa đông ấy, con người ta co lại nhưng mà lại đủ sức để mình chiêm nghiệm về nhiều điều trong cuộc đời này. Nếu như là một nốt nhạc thì anh sẽ là nốt gì? Tôi ví là tất cả những nốt nhạc đó. Con người tôi là thế, không thể là một nốt nhạc thì quá ít. Một nốt nhạc không làm nên bản nhạc đúng không ạ? Phải có 7 nốt nhạc cộng với nhiều thứ khác. Nhạc sĩ nào là nhạc sĩ anh yêu thích nhất? Thì đấy là Tchaikovsky, là Beethoven, là Bach. Nhất là chỉ một thẹn, mà nhất lại không phải có ba nhất. Cái nhất vì là chúng ta đã từng có những cái giải thưởng mà người ta không làm nào mà xé ra được, người ta cho hai giải nhất. Thế mà. Còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì tôi rất là kính trọng nhạc sĩ Đàm Linh. Nước nào là nước anh muốn được đến nhất? Trong đời tôi thì tôi cũng đi khá nhiều nước rồi, thì tôi yêu nhất là đến nước Pháp. Anh thích phố nào ở Hà Nội nhất ạ? Đấy là cái đường Nguyễn Du và cái đường Nguyễn Gia Thiều. Nhưng mà Nguyễn Du hay Nguyễn Gia Thiều? Cả hai phố, và tôi là vì là cái người tham lam. Qua cách anh trả lời thì cũng có thể có một phần nào đó chúng tôi khám phá ra tính cách của anh. Tức là thích nhiều thứ đúng. Khi nào thì nhạc sĩ sáng tác hay nhất? Tôi bất kể lúc nào nếu cảm xúc đến. Nhạc sĩ cho một định nghĩa âm nhạc là gì ạ? Tôi mượn một câu của Lepton tôi, ông có câu rất hay: người mà không biết yêu âm nhạc thì chắc chắn phải làm kẻ độc ác. Ít nhất là khi chẳng hạn tôi nghe một cái bản giao hưởng thì ít nhất là tôi cũng muốn làm cái gì đấy lương thiện hơn. Mục đích nhạc sĩ sáng tác để làm gì? Viết của tôi chính là để giải tỏa những bức xúc mà tôi không thể nói ra bằng lời được. Không, có lẽ là lúc nào trong lòng nhạc sĩ cũng nhiều bức xúc đến thế. Có rất nhiều bức xúc, ngay cả và này, cái bức xúc này không phải bức xúc, đây đừng hiểu nó chỉ là về những đau khổ, bức xúc cả về hạnh phúc nữa chứ.
Bây giờ có những hạnh phúc, có những tình yêu mà mình muốn nói quá mà không nói được thì mình dùng âm nhạc để nói ra. Hoặc những nỗi buồn quá mà không thể chia sẻ với ai được thì mình sẽ dùng nó âm nhạc để xả bớt nó ra. Dùng âm nhạc để nói lên tiếng nói của lòng mình đúng không ạ? Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho nhạc sĩ Phú Quang ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một tình huống sau đây. Ta vừa theo dõi một tình huống và bây giờ thì câu hỏi của tôi dành cho các bạn là đoạn hình ảnh nói trên, tình huống nói trên có liên quan gì tới nhạc sĩ Phú Quang? Nào, ai có câu trả lời xin mời em. Theo em đây là khi nhạc sĩ muốn bước thêm con đường cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Em chỉ đơn giản nghĩ là một chú bé đấy đang bị bế tắc và định tìm đến con đường để mà giải thoát tiêu cực. Thế nhưng theo em thì trong đoạn video vừa rồi thì bước chân của cậu bé rất là lãng đãng, lãng du thì và em cũng liên tưởng đến một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, đó là người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Cảm ơn em. Vâng, và bây giờ thì có lẽ chính câu trả lời chúng ta phải chờ đợi từ nhạc sĩ Phú Quang chứ không phải là ai khác. Và xin mời nhạc sĩ sẽ giải đáp cho khán giả xem truyền hình và cũng như khán giả trường quay được biết là đó là tình huống gì. Hình ảnh này nó lại nhớ đến một câu chuyện có thật của tôi. Năm tôi 14 tuổi, lúc đó là tôi là một người tâm hồn rất là trong sáng. Và tôi nghĩ về mọi điều trong cuộc đời này đều tốt đẹp nếu chúng ta dâng hiến tất cả. Nhưng mà thực ra thì cuộc đời nhiều khi nó éo le hơn là chúng ta tưởng. Năm 14 tuổi tôi học ở trường, cũng được xếp vào danh sách hàng đầu những học sinh đi du học nước ngoài. Thế nhưng mà chỉ vì là đố kỵ thôi. Người ta biết được rằng nếu như tôi ở lại thì sẽ có một suất nào đấy được đi. Và nhưng mà hồi đó thì rất là công thức. Người ta bắt là nếu đi nước ngoài thì bắt buộc phải là một đoàn viên. Nhưng mà vì thế cho họ mang tôi ra kết nạp, mà đúng ra là 17 tuổi thì bắt đầu đủ tiêu chuẩn vào đoàn. Thế và trong cái lần kia đó thì bởi vì rất nhiều đoàn viên trong đó nghĩ rằng nếu tôi ở lại thì mọi người sẽ được đi. Thế bởi thế cho nên khi mà xét cái nạp mình ấy, thì họ nghĩ một cái lý do nhưng mà khó quá. Tại vì tôi lúc rất là trong sáng, ngày người mà học cần cù chăm chỉ nhé, kính trọng với thầy cô, đối với bạn bè thì rất là tốt, mà lao động thì rất chăm chỉ, không có một thói hư thật xấu gì cả. Về lúc đó, người ta có muốn vu cho mình là yêu đương bậy bạ thì không được, vì 14 tuổi ngày xưa đã biết gì yêu đương đâu. Thế thì sau đó thì tôi họ không biết phê bình cái gì thì họ vu cho mình cái tội là kiêu căng, không chịu hòa đồng với quần chúng, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở. Mà có khi hồi lúc ấy nhạc sĩ kiêu thật thì sao? Thì cứ tưởng tượng này, một cái thằng bé mà suốt ngày mà học thì lấy thì giờ đâu mà đi ăn kẹo lạc rồi chó hay là uống nước chè được nữa. Nó phải chúi mũi vào học chứ, muốn cho nó giỏi thì nó phải thế thôi. Cái điều đau khổ của thằng bé lúc đó là không thể nào nghĩ rằng cái việc mà mình học hành cho tử tế mà lại có thể coi là một tội lỗi được. Thế sau đó thì tôi ngỡ ngàng quá, tôi hòa khóc. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mọi người. Khóc ngay trong cái cuộc mà họ phê bình mình để không kết nạp vào đảng. Cái khóc đấy là cái khóc của cái gì? Khóc là vì mình buồn quá vì cái sự bất công của mọi người. Tôi không thể nghĩ rằng người ta có thể vu cáo cho mình những cái điều nó quá tầm thường. Sau khi tôi khóc xong ấy, tôi lau nước mắt và ngẩng mặt lên khoảng mấy phút sau ấy, thì tôi thấy những cái gương mặt của những cái người, những kẻ độc ác ấy, họ rất hả hê. Bởi vì họ bắn mình trúng rồi, mình chết rồi. Thế và còn lại là những gương mặt của những người tử tế thì tôi thấy họ rất là ái ngại nhưng lại không ai dám nói gì. Và từ lúc đó trở đi thì tôi nhìn hai gương mặt đó tôi đều ghét như nhau cả. Của những cái lòng tốt mà không dám nói năng gì và những kẻ xấu xa. Tôi vào lúc tôi hình dung đến sau này khi mà trong cái hồi ký tôi viết thì tôi có viết là cái gương mặt rất giống những kẻ hôm nay chen bằng được để mà xem một cái tai nạn xe cộ. Để nhìn mấy máu mê, nhìn những thân thể gãy lìa. Và gương mặt rất là sung sướng nhưng mà cái sung sướng rất là độc ác. Sung sướng của những cái kẻ mà cố chen bằng được để nhìn một nạn nhân
từ đó tôi cũng hiểu rằng điều gì trên đời này người ta cũng có thể nói khác được về nó, được nói khác nhau, ngược chiều nhau. Nhưng và tôi mới nhớ đến một câu dân ca rất là hay này, và từ đấy tôi rất là ngẫm cái câu, và không bao giờ hy vọng rằng người ta có thể nói mình hoàn thiện được, bởi vì này, cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn mà gầy chê xương sống, dư sườn dư da, có nghĩa là chúng ta trong đời này nếu họ đã ghét thì thế nào họ chê được chúng ta. Chú bé 14 tuổi thì bỗng nhiên trở thành một triết gia, và cái hình ảnh mà chị nhìn thấy vừa rồi nó rất giống hình ảnh thật trong đời tôi, tức là đêm đó tôi tiễn tất cả mọi người đi nước ngoài mà mình ở lại, nhưng mình rất đau đớn. Thế vào đêm đó tôi lén lấy cái chìa khóa của nhà tôi đi lang thang suốt đêm ở Khâm Thiên. Và trong đêm thì bạn biết là hồi đó là rất nhiều tàu chạy qua cái ngã tư Khâm Thiên ấy. Thế và có hơn một lần tôi muốn nhảy vào cái tàu hỏa đó. Cái hình ảnh đấy, cậu bé này thì còn đứng đắn đo, chứ còn tôi thật sự lúc là điên dại. Nhưng mà có một cái gì đấy nó chợt đến, như có một lời nói của người nào đấy. Tôi có một người anh chết rất trẻ, và có ông thầy bảo anh bảo là ông ấy luôn luôn ở bên cạnh cậu. Thế thì sao, tự nhiên có một người nào đó can tôi, và như dạy tôi một điều là không thể đầu hàng được. Nếu mà bây giờ nhảy vào tàu lửa tức là mình đầu hàng. Và từ đấy trở đi tôi thề trong cuộc đời tôi là không bao giờ lùi bước trước tất cả những cái gì tàn nhẫn cả. Và rất may mắn là trong cuộc đời những cái tàn nhẫn sau này trở thành một thứ hỗ trợ cho tôi. Làm thế nào để bị đối xử tàn nhẫn nhưng không trở nên tàn nhẫn? Như hồi trẻ tôi ấy, thì có rất nhiều lần bị đối xử tàn nhẫn. Thế và tôi có một anh bạn cũng bị giống như thế. Anh ấy là một nhạc sĩ cũng rất tài năng. Và anh thì đặc biệt là anh thích lãnh đạo, cho nên anh nắm trong tay rất nhiều quân. Thì anh lại đối xử với tất cả mọi người dưới anh rất là tàn nhẫn. Có lần tôi bảo anh là tôi với ông giống nhau một điều, là hồi nhỏ bị đối xử rất tàn nhẫn, nhưng chúng ta đã vượt qua được, vượt qua tất cả những cái đó để trở thành con người. Tôi nghĩ rằng là chắc trong thâm tâm ông ấy, ông muốn rằng là tao hồi nhỏ đã bị rất nhiều những cái tàn nhẫn rồi, bất công rồi, thì hôm nay tất cả chúng mày sẽ phải chịu cái điều như thế. Tôi có nói với ông có hai loại người, có một loại là nghĩ như thế, còn loại thứ hai thì vì hồi nhỏ đã bị đối xử quá tàn nhẫn thì lớn lên nhìn không muốn đối xử tàn nhẫn với ai nữa. Vì mình hiểu cái đau đớn của những cái sự tàn nhẫn ấy. Sau đó thì ông ấy đổi đi, ông không chủ dập anh em dưới nữa. Vâng, thế và có ai đã chứng kiến những cái giây phút mà nhạc sĩ ở cái tuổi 14, 15 đã đau khổ như thế nào không? Mẹ tôi hay lắm. Khi mà cái đêm đó tôi lén đi và đến sáng tôi về, mẹ tôi bảo là Quang ạ. Mẹ tôi thì thường xưng là mợ. Mợ biết là con có chuyện buồn, mợ đã nghe tất cả mọi người nói rồi. Và mợ biết cả hôm qua con lén lấy chìa khóa mở cửa đi và thức cho đến lúc con trở về. Nhưng mà con đừng hy vọng là mợ sẽ khuyên con về điều gì đâu. Sẽ an ủi một điều gì đâu. Mợ chỉ hỏi con một điều thôi. Đã bao giờ mà con nghĩ rằng là cái sự thông minh và cần cù của con đã đủ là đáng ghét lắm rồi trong mắt những kẻ ghen tị. Và mẹ tôi nói xong rồi tôi ngộ ra ngay. Và tôi chồm dậy luôn, nhảy xuống ăn cơm và ăn như một thằng chết đói. Tôi ăn hết cả cái chỗ cơm còn lại. Và từ đấy trở đi thì đấy là một câu mà mẹ tôi dạy tôi để đủ thứ trang bị, vũ khí mà tối tân nhất để tôi đi vào trong cuộc đời này. Câu này đã còn giúp nhạc sĩ rất nhiều lần về sau. Tôi có khoảng độ 7 lần làm lý trình nước ngoài nhưng không đi được. Có lần ông Nguyễn Văn Thương hồi ông còn sống, ông hỏi là Quang ơi, chú tưởng cháu ở nước ngoài xong anh cứ lang thang ở đây này. Thế xong bảo nhưng mà tại sao lại thế? Ông bảo là hội đồng xét tuyển quốc gia đã quyết định là riêng cháu không cần phải thi, không cần gì cả, cho đi thẳng vì nếu không thì phí. Thế thì bảo cháu chưa nghe ai nói cả. Ông bảo tại sao chúng nó làm ăn thế? Thì hóa ra là cơ quan thì họ rất dễ thương, là họ cần mình làm việc quá. Thế họ giấu biến cái quyết định đi. Không đi nước ngoài thì sao? Nói thật là Việt Nam lúc đó trình độ rất hạn chế. Thế nếu mà được đi học nước ngoài về thì mình sẽ được nhiều chữ hơn, tức là hiểu biết hơn, và hiểu biết hơn thì sẽ đóng góp cho đất nước mình nhiều hơn. Giả sử lúc đó các nhạc sĩ có đi học nước ngoài thì bây giờ có nhạc sĩ Phú Quang ở đây không ạ? Cuộc đời này nếu cứ chiêm nghiệm thì bạn sẽ thấy rất nhiều điều rất hay, bao giờ có hai mặt của nó. Trong cái giờ như thế này thì sẽ có cái hay của cái khác. Thí dụ bây giờ có một người phụ nữ xấu có thể rất buồn là vì mình không xinh đẹp như là những cô hoa hậu này khác. Nhưng mà biết đâu rằng là những cô hoa hậu lại có cái bi kịch của cô, bi kịch của một cái sắc đẹp luôn luôn bị quấy rầy và chẳng nghĩ ngợi được gì. Thế người xấu thì người ta lại không bị các chàng đại gia rách mang đến tiền đến quấy rầy, thế thì người ta lại bình tĩnh làm việc, thì người ta lại có lại được một điều khác. Và thế là việc không được đi nước ngoài đến 7 lần ấy thì nó có cái mặt gì hay? Cái may là vì từ những cái bức xúc ấy, từ những cái suy nghĩ chiêm nghiệm ấy, thì mình nghĩ rằng chỉ có một cách để có thể giải thoát cho mình thôi, là phải sáng tác, phải xả ra bằng âm nhạc. Thế mà từ đấy trở đi thì 14 tuổi hồi đó tôi đã mơ ước là được sáng tác rồi. Nhưng ngày xưa nó ngây thơ, làm gì có máy ghi âm, làm gì có các thứ. Tôi cứ đi đường và cứ lẩm nhẩm những cái câu hát theo ý mình.
Và tôi nghĩ rằng là giá sau này mình có thể làm được điều từ 17 tuổi tôi làm được cái điều đó. Và để giúp nhạc sĩ có thể có được những cái hồi ức về cái thuở học trong nhạc viện thì chúng tôi xin mời nhạc sĩ nghe một âm thanh sau đây ạ. Anh đang tới. Em nghe nhạc nhé. Bạn thổi rất hay. À, vừa rồi là bạn Toàn thổi một cái nhạc phẩm của Mozart. Và đấy là bài Mùa Xuân. Cái này khó lắm. Cái khó này là vì sao? Bạn thấy là ống của nó rất là dài. Cái cần co khó nhất là chuẩn. Thế nhưng mà hồi trẻ tôi có thể độc tấu cái bài này mà người ta vỗ tay, người ta thích được ở trên sân khấu nhà hát lớn. Và để đạt được cái thành tựu như vậy thì nhạc sĩ phải tập như thế nào? Tôi phải tập đến độ 7 tiếng. Thế thì sau đó là tôi lại phải đọc sách, phải học lý thuyết, học hòa âm, học về hình thức âm nhạc này khác. Thì bạn nghĩ rằng là 14 tiếng không phải là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể đạt đến đỉnh cao trong kèn co. Vì sao nhạc sĩ lại cho rằng là phải chuyển sang sáng tác? Thì đấy có thể làm tủi thân không, rất nhiều nhạc công ạ. Không, sau này tôi có một cái tai nạn. Khi tôi đi theo trên đường trời mưa ở Yên Viên thì có một cái bà buôn chuyến, bà nhảy từ trên đó. Thì bà nằm ngang mũi xe tôi. Thế tôi quyết định rằng là nếu bây giờ đâm qua chắc chắn là bà chết. Vì lúc đó mình trẻ nhưng mình thích đi xe lớn, tôi đi em dép mà. Tôi đành phải đánh quặp cái tay lái mình xuống đó, để mình chọn là mình ngã. Thế khi mình bẻ gập tay lái ấy, thì là chỉ còn cách bà khoảng độ 20 phân nữa tôi là đâm vào đó. Nhưng mà lúc đó cả một cái tay phanh, tay côn của xe máy nó đập vào miệng này. Và máu phun ra phè. Tức là tôi nhớ là hồi đó là tất cả hàm răng mình gập lại và tôi lấy tay tôi bẻ lại. Nhưng mà máu vẫn phun đằng kia này, tôi phải đành phải lấy cái mũ đội này bịt cái mặt mình vì mọi người là la hét là Mỹ. Sau đó tôi phóng thẳng về bệnh viện Đông Anh ấy, vào đấy cấp cứu. May quá hôm đó là trời mưa cho nên bố con và ông bác sĩ đấy đi chơi để ghé vào cái phòng chữa ấy. Thế là ông cấp cứu cho mình và ông nói là bây giờ nhá. Ông ấy khâu vội cho mình, ông bảo bây giờ muốn khâu thì chỉ có chỉ mà để khâu cho lợn. Thế bảo nếu thế thì sẽ có một cái sẹo ở môi cho nên cái không có chỉ khâu đẹp nên mà không cần phải anh cứ khâu đây. Thì ông ấy khâu xong cái tôi ngất luôn. Thử kèn là đòi hỏi răng và môi phải rất đẹp. Răng môi thì lúc là lý tưởng. Thế nhưng mà đến lúc tôi bị xong thế thì mặc dù là vì mình học quá nhiều năm rồi, hai mấy năm rồi cho nên mình có thể đẩy nó sang bên cạnh này mà vẫn hiệu quả. Nhưng mà nếu để đi thật xa thì không đi được nữa. Với lại hai nữa là những bức xúc cuộc đời, tất cả những cái điều này khác ấy, nó ám ảnh mình ghê quá. Tôi nghĩ rằng cần phải xả ra. Muốn xả ra thì không thể bằng tiếng kèn này không được. Quyết quát là phải xả ra bằng âm nhạc, bằng những cái tác phẩm. Thế vì thế cho nên tôi đi sáng tác. Cho nên từ năm 14 tuổi tôi cứ đến lén ở các cái lớp của những người sáng tác ấy, học về sáng tác, về hòa âm, về phối khí. Hồi đó là nhà trường cấm học hai môn, tôi phải học trộm như thế. Thế và đến khi vì thế cho nên tôi sáng tác từ lúc mà không cần học đâu cả, 17 tuổi tôi sáng tác tác phẩm đầu tiên rồi. Vâng, nhạc sĩ bảo là nhạc sĩ tự học rất nhiều nhưng mà tự học như thế nào? Tôi học mà từ năm 14 tuổi tôi bắt đầu tự học. Và sau này đến lúc mà 19 tuổi tôi bị suy nhược thần kinh. Và lúc đó tôi phải học đến mức mà tôi 17 tuổi tôi đi làm rồi thì mặc dù gia đình tôi, mẹ tôi rất là chiều mình nhưng mà tôi xin là vào ở cơ quan. Để tôi để một cái đèn đầu giường. Thế mà cứ khi nào mà tôi xin lỗi là thức dậy đi tiểu cái thì là tôi không ngủ nữa. Và tôi cứ thế bật đèn và cứ học. Học lúc mà mệt quá thì ngủ thiếp đi. Thế và sau 10 năm tôi có kể một câu chuyện của anh bạn. Thì anh được đi học nhưng tôi không được đi học. 17 năm sau ấy, thì anh về thì anh nghĩ rằng sau 7 năm học nước ngoài chắc chắn là anh sẽ bỏ mình con đường rất xa.
Thế mà anh với tôi đi ra công viên Thống Nhất để đi chơi. Suốt buổi sáng anh nói chuyện về những việc học của anh, tôi cứ lắng nghe đó. Xong là đến cuối giờ thì tôi mới nói với anh về tất cả những cái mình học ấy. Thì anh ngạc nhiên lắm, anh bảo mình không ngờ là Phú Quang học như thế. Mình bảo là tôi đã nghiệm ra điều này này. Tốt nhất là có ô tô mà đi. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà đời nó bi đát quá phải đi cái xe đạp cọc cạch mà, thì cứ chịu khó đạp thế cũng sẽ đến cái chỗ điểm ấy. Miễn là mà mình... nếu mà là có khi lại còn hơn cả ông lái ô tô mà chảnh màng. Miễn là mình liên tục đạp dạ, không ngừng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc mà nhạc sĩ đã từng sáng tác. Và nhạc sĩ hãy giải thích cho tôi biết nhạc sĩ đã gửi gắm điều gì trong đoạn nhạc này. Viết vào năm 17 tuổi, xong rồi cú sốc cực lớn mà tôi chỉ vì một cái ông chủ nhiệm khoa mà tôi chót dại là phê bình và vợ ông ấy. Thì sau đó thì ông thầy, ông chức liễu khen mình hết lời. Ông có nói là đấy, học phải như cậu Phú Quang ấy, đấy là học là phải đào sâu suy nghĩ tìm tòi này các. Nhưng mà đến khi mà sau khi tôi phê bình vợ ông xong thì ông ấy chỉ mặt tôi, ông bảo học như cậu mà cũng học à? Còn đã thế suốt ngày đứng cạnh gái, tức là lúc đó nhìn mà mấy bà đi học, cán bộ đi học thì toàn chép bài của mình thôi. Thế thì bà được bánh quy cái thứ thì cái ngày họp hội trường thì bà dúi cho một cái gói bánh quy 4 cái này này, mà thực ra vừa mới dúi vào tay mình thì mấy thằng bạn đã giật nó ăn hết rồi, thì còn một cái để cho mình nữa. Mình thương cái chị là vì học muộn thôi, thế mình giúp thôi. Thế thì ông ấy nói, ông bảo suốt ngày chỉ mấy gái mà sao chú lại nói thế, cháu các chị cũng rất lớn, cháu còn trẻ mà, thế mày trẻ mày không có cái ấy, ông nói rất bậy. Tôi giận quá tôi mới bảo là tốt nhất là chú im lặng đi, để giữ lại cháu cái lòng kính trọng đối với chú, đừng để cháu phải khinh bỉ, để tôi bỏ đi luôn. Thì ông gầm lên, ông bảo thằng này rất láo. Và đến lúc mà thi tốt nghiệp với ông ấy họp trước cái hệ kèn, ông bảo là riêng thằng này phải cho nó 3 điểm. Tốt nghiệp hồi đó điểm 5 mà, 3 điểm tức là coi như đuổi học lên rồi. Thế mọi người bảo không, nó học giỏi thì sao cho 3 điểm. May mắn là lúc chấm thi thì lại có hội đồng thi quốc gia chấm cho tôi 5, nhưng ông cố nèo được là cho 5 trừ. Và sau cái sốc đó thì tôi về tôi viết cái niềm tin này. Ngày xưa người ta rất sợ biểu tượng hai mặt, mà đúng là bài này cũng là biểu tượng hai mặt thật. Niềm tin đây không phải là hoàn toàn tin tưởng, mà mình nghĩ rằng niềm tin của mình đã bị đổ vỡ. Nếu mà kể chuyện về tác phẩm này rất buồn cười là năm 17 tuổi tôi mặc áo caro như kiểu bạn này mặc này. Thì hồi đó mà mặc áo caro là một tội lỗi xấu xa lắm. Tức là ngày xưa có cái câu mà học sinh cao bồi mặc áo sơ mi caro thì mặc thêm cái quần túi chéo cho như Marco. Thế hồi tôi mặc quần túi chéo và áo caro thì đúng là Marco rồi. Thế 17 tuổi mình mang bài đến đài phát thanh thì thế tôi nhớ anh yêu cầu mà cậu đưa bài cho anh. Tôi bảo là em đưa bài của em mà. Ông bảo tại sao lại của cậu, và thế tại sao anh lại nghĩ không phải của em? Thì ông bảo là trông cậu ăn chơi quá. Thì tôi không tin là cậu có bài này. Thế bảo thì anh lại nhầm. Hồi tôi bướng lắm, tôi bảo với anh Lưu Cầu, anh ạ, em thì em quan niệm khác anh này, một người mà không biết chơi thì cũng không biết làm. Thế là sau này đến mấy chục năm sau gặp Sài Gòn, ông bảo anh còn nhớ cái hồi mày láo lắm, ta đi ta hỏi mày thế, mày bảo là không biết chơi thì không biết làm. Thế nhưng sau đó thì có một người rất tốt, một anh nhạc sĩ Triều Dân, anh bảo Quang ạ, nếu bây giờ mà em mà đưa bài này đến nhá,
là hay giờ nó cũng gạt ra ngoài, mọi người sẽ gạt ra. Và nhất là em ăn nói lại ngây ngang này, dứt khoát là gạt. Thì ông bảo thế, tôi bảo thế thì sao anh? Ông bảo thế thì bây giờ này mày cứ đưa bài tao, còn làm nào thì kệ tao. Đến khi nào xong tao báo mày đến đây. Thì anh đi mời Hoàng Ly, lúc bằng cỡ tuổi bọn tôi với Hoàng Xuân Thịnh là hai người trẻ nhưng rất ấy, thì bảo hai người thu tôi cái bài này thành băng. Xong đến ngày mà duyệt thì anh ấy phải nói rằng là hôm nay tôi mời ông nghe thì của một người nhạc sĩ rất quen thuộc với chúng ta. Thực ra là quen thuộc là vì ngày đấy tôi là nhạc công, ngày nào cũng đến thu ở đấy. Nhưng mà rất quen thuộc với chúng ta. Và thằng này có tác phẩm, à ông này có tác phẩm rất hay. Thế thì các anh nghe thử, thì ông nghe xong nó rất khen. Ông bảo là tác phẩm này hay quá thì đấy thôi. Thế nhưng ông hỏi ai đấy thì ông bảo đấy thằng Quang Co. Đấy từ ngày xưa thử kèn co thì gọi tên là Quang Co mà. Vì mọi người ngứa ra nhưng mà đã đâu. Ông này rất cẩn thận, ông cầm cái giấy tất cả mọi người ký và hết đồng ý cho phát thanh. Chính những con người như thế, tôi rất nhiều về lòng tin. Tôi kể hồi nhỏ tôi học lớp 5 ấy, cô giáo toán cưng lắm. Tôi nhớ cô giáo là Tâm, mà sau này rất nhiều năm tôi đi tìm nhưng không biết cô ở đâu nữa. Thế thì cô nghỉ đẻ thì ở nhà. Cái người thầy dạy thay thì rất ghét cô này. Mà tôi lại học trò toán cưng của cô. Đến lúc lên không làm nào để ông giảm điểm mình thì làm đúng hết. Thì tôi viết số 6, tôi không viết từ trên xuống mà tôi ngoạch từ dưới lên. Thế là ông bảo là viết thế là bố láo. Thế là ông cho 3 điểm cái bài đó. Với sau này thì lúc mà cô giáo đi dạy thì cô chỉ xoa đầu mình, cô bảo không sao là ông không buồn. Và em đừng vì thế mà mất lòng tin với mọi người. Thì đấy là những người mà sau này giúp tôi rất nhiều để trong cuộc đời này. Tôi tin rằng còn rất nhiều người tốt trong cuộc đời này. Và sau này tôi dần dần tập thản nhiên trước những kẻ xấu. Và đối với người tốt thì mình rất là nhớ họ. Mà thế là chính trong những cái lúc bức bối nhất, những cái lúc gặp những cái sự cố mà làm cho nhạc sĩ đau khổ nhất thì đã ra đời bài Niềm Tin với một thông điệp là cho dù là có thể cuộc đời này có thể tàn nhẫn thế nào đấy, nhưng mà những người mà có lòng tin ấy, mà có tình yêu thì chắc chắn là người ta sẽ chiến thắng. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ. Hiện nay còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đề án 30 sẽ giúp đơn giản hóa tối thiểu 30% những thủ tục hành chính. Tổ công tác chuyên trách cùng các bộ ngành từ trung ương đến địa phương đang ra sức hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu và việc cải cách chỉ có thể thành công khi có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Trên cương vị Tổ trưởng Tổ cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, tôi sẽ cùng các thành viên khác tổ chức thành công cái đề án đầy khó khăn nhưng vô cùng quan trọng đối với người dân, doanh nghiệp và đất nước. Hãy chung tay cải cách thủ tục hành chính.